Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu những cái tác dụng của mật ong. Mà đây là mật ong rừng các bạn. Thì bên tay em bên đây là đang là đây là mật ong ruồi, còn đây là mật ong đá các bạn. Đây, một xô mật ong em đã khai thác được và tí nữa em sẽ vắt lấy mật. Thì bên em có cung cấp mật ong rừng và các đồ ngâm rượu như ba kích, sâm cau, nấm mộc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thung dung, lấm linh chi, lấm lim xanh, đủ các loại. Các bác có nhu cầu cần mua mật ong rừng hoặc là các đồ ngâm rượu thì cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại số điện thoại của em để được tư vấn và mua hàng các bác nhé. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng mật ong rừng. Đây là mật ong ruồi, đây các bạn, nguyên tổ. Còn đây là mật ong đá. Thì mật ong được nhiều người coi là quà tặng của thánh thần nhờ công dụng kỳ diệu của nó, không phải đến bây giờ mà xã hội hiện đại biết đến tác dụng của mật ong từ rất xưa rồi các bạn. Thì cái tác dụng của mật ong với thứ nhất là với da thì là chất kháng khuẩn tự nhiên cho làn da, và mật ong có tác dụng dưỡng ẩm và chăm sóc da. Mật ong có tác dụng giúp mở sẹo và làm các vết thương. Hoặc khi bạn bị nhiệt miệng, bôi mật ong lên vết thương sẽ giúp dễ chịu ngay lập tức và vết thương lành nhanh chóng. Và bạn có thể uống thực phẩm này hàng ngày để đẹp da và thoa lên da, hoặc trộn các thành phần tự nhiên khác để tạo loại mặt nạ với nhiều công dụng riêng biệt. Đây, bây giờ thì đấy là cái tác dụng đầu tiên. Còn bây giờ em sẽ cắt cho các bác xem mật ong ruồi đây các bạn. Tổ mới vào mùa nó cũng chưa được to lắm các bạn. Rất là ngon các bạn. Vị rất là ngọt. Còn đây là mật ong đá các bạn. Rất là thơm ngon các bạn. Và tác dụng tiếp theo là tác dụng của mật ong với chăm sóc tóc và móng. Thì mật ong có tác dụng trị rụng tóc và dưỡng tóc, và mật ong có tác dụng trị gàu và rối loạn da đầu. Và mật ong giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho thai nhi. Và công dụng của mật ong cũng có tác dụng là phát triển não bộ của thai nhi. Thì mật ong có tác dụng rất nhiều tác dụng các bạn. Và cái tác dụng tiếp theo là mật ong giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, và mật ong giúp làm mẹ bầu giảm đau đầu và chóng mặt. Và mật ong còn là mỹ phẩm giúp làm cho đẹp da cho mẹ bầu. Và bài thuốc rất đơn giản và hiệu quả là để lại và lại dễ rất dễ thực hiện là uống mật ong hàng ngày các bạn. Thì cái tác dụng tiếp theo là tác dụng thứ 9 là mật ong có tác dụng phòng tránh được những chứng bệnh như điển hình như của thai thai kỳ. Và tác dụng thứ 10 là mật ong rừng dùng làm đẹp da và giảm thiểu tình trạng nám và dặn da khi mang thai. Và tác dụng thứ 11 là tác dụng giảm cân khi sau sinh. Và tác dụng thứ 12 là tác dụng bổ máu, bổ bổ sức khỏe cho chị em sau sinh. Và tác dụng thứ 13 là mật ong có công dụng cân bằng huyết áp, và mật ong có tác dụng làm tăng hồng cầu trong máu. Tác dụng thứ 16 là mật ong có tác dụng giảm cholesterol và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. 17 là tác dụng mật ong hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp. Và tác dụng thứ 18 là mật ong có công dụng trị viêm mũi và viêm xoang cảm cúm. 19 là tác dụng mật ong có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch, và 20 là mật ong có tác dụng chống cảm lạnh và cảm cúm. Thì tiếp theo là công dụng của mật ong có tác dụng điều trị bệnh dạ dày và đại tràng. Uống mật ong kết hợp với tinh bột nghệ và có tác dụng điều trị đau dạ dày và đại tràng hiệu quả. Lưu ý là pha với nước ấm và uống trước 30 phút trước bữa ăn để đạt hiệu quả tốt. Cái tác dụng thứ 22 là mật ong có tác dụng điều trị đầy bụng và khó tiêu.
Tác dụng thứ 23 là mật ong có công dụng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn và có lợi trong ruột. 24 là mật ong có tác dụng cải thiện chức năng gan và chống nhiễm trùng bàng quang. Tác dụng thứ 25 là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những mật ong nguyên chất này thì có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ bệnh ung thư các bác nhé. Và 26 là giúp thư giãn, làm giảm căng thẳng và lo âu và giúp có giấc ngủ ngon. 27 là mật ong có công dụng làm giảm mệt mỏi cơ bắp. 28 là điều trị rối loạn sinh lý và tăng khả năng thụ thai. 29 là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường trí nhớ. Và 30 là mật ong có sử dụng như một chất làm ngọt thay đường. 31 là tác dụng của mật ong giúp điều trị một số bệnh răng miệng. 32 là dùng để chữa bỏng, chữa nám và các vết thương ngoài da. Mình có thể là bôi trực tiếp mật ong vào vết bỏng rồi các vết nám. Rồi có thể là bôi trực tiếp vào da để làm đẹp da các bạn. 33 là tác dụng của mật ong giúp cải thiện thị lực. Và 34 là tác dụng của mật ong phòng chống oxy hóa và lão hóa. Rất nhiều tác dụng các bạn. Thì em đã giới thiệu hết những cái tác dụng của mật ong này. Còn rất nhiều những cái điều bổ ích từ mật ong này nữa. Thì video của em hôm nay em cũng giới thiệu qua thôi. Còn những video sau tiếp theo thì em sẽ giới thiệu kỹ càng hơn về cái mật ong này. Các bác có nhu cầu mua mật ong rừng thì liên hệ giúp em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bác.